cười của cô bé lúc chia tay với mẹ. Hình như có gì đó rất lạ đó con trai à. Đúng rồi, nếu con mà nuông chiều phụ nữ thì con sẽ gặp rắc rối đó. Hả? Anh cũng nhận ra điều đó nữa sao? Bay thần cho em làm lòng anh lòng siêu, xong rồi kêu anh không cần lo, em luôn quan tâm tình yêu, quan tâm việc anh cần điều, chỉ quan tâm việc điều mà cũng chưa chưa yên. Cô ấy muốn quay lại khung cảnh chung này mà thôi. Không phải đâu, cô ấy đang tập trung theo dõi mình đó. Vì đây là mẹ ruột của mình mà. Người tên Akai này, mình cũng muốn một lần gặp anh ta. Hiện tại không phải là lúc thích hợp để tôi có thể xuất hiện trước mặt cô bé tóc nâu kia. Yes. Trẻ tuổi như tiền, đã anh chỉ vậy có cái gì mà cao siêu. Vùng tiền ra đã bắt em vài trâu, lúc đó anh nói gì thì em nghe không bao real. Nói anh nghe cuộc sống em ra sao, người yêu của em như thế nào. Buổi sáng thì nó là vợ mày, chứ tối lên cướp thì nó là đàn ta. Hình như là Henchi đang ghen đó, bị đen lắm. Henchi đang tự nhỏ mà, không phải tại bị phân nắng. Tôi có hẹn gặp cô ấy. Suy cho cùng là tôi nhận ủy thác của cô ấy để làm gì? Là một private eye, cũng tức là một thám tử tư. Là gì tôi khai với một người phụ nữ mà ông căm ghét? Hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Chính vì cô quá chấm một người mà tôi yêu thương. Và nếu em không,
cơ chạy show. Không cần mời mà tiền nó cũng tự vô. Những bước chân rơi bên thềm chỉ mà trong cơn mơ muốn em đêm. Bao đêm trôi qua đi mau từng ngày anh mong nhớ em. Đôi tay ai xua buốt lạnh, đêm không ai vắng tanh. Tiếng cô đơn quạnh hiu, đêm về cơn mưa từng ngày. Bao ngày qua, chưa chẳng còn thấy yêu em nào. Người đi trong ta, biết rơi về bên thế giới em đó. Ngày một mơ xa xăm, đừng câu chuyện vội trong đêm. Mang theo cơn mưa cuối năm. Sáng tác nằm nghe cái đó cứ đi nhầm đó hai cứ ba sa gư rư mà hồi nãy chị cuốn cuồng lên đi tìm khắp nơi có phải không với chị? Đúng vậy. Đường xa lá rơi đón mùa thu, nắng ấm áp nhạc ru, nhớ em đến từng giờ dù trong giấc mơ, vờ như chẳng nhìn thấy. Chỉ có mỗi mình em, rồi dạo bước tay nắng thẹn thùng trời mây im cười. Được tại sao, sao mà anh trời không dẫn lối để cho hai ta thành đôi? Chẳng thể nào bằng được người mà trái tim của anh đã chọn. Người bấy lâu anh giữ trong lòng, tâm thân này nhỏ bé yêu đuối đến đâu vẫn đợi. Tận cùng là nước mắt. Bắt đầu biết mộng mơ, bắt đầu thích rapper rồi bắt đầu làm rapper kể từ ngày hôm đó. Và con mắt cứ hay nhầm ngó về những nơi có nhỏ. Tôi từng bước chăm lo đến đám bạn thân của nhỏ để mọi điều chưa rõ về nhau. Được tại sao, sao mà anh trời không dẫn lối để cho hai ta thành đôi? Chẳng thể nào bằng được người mà trái tim của anh đã chọn. Người bấy lâu anh giữ trong lòng, tâm thân này nhỏ bé yêu đuối đến đâu vẫn đợi. Tận cùng là nước mắt rơi. Khi chỉ còn là một cái xác, chị nhất định phải sống để chờ anh Shinichi quay trở về. Sẽ không sao đâu rằng, còn phải bánh để lên để đợi mình trở về nha. Anh vào nụ cười anh mắt của anh, baby em sẽ thích. Anh vẫn sẽ chỉ yêu một anh sẽ crazy. Vì tình yêu đã khác sâu, dù họ nói tay khác nhau. Baby you only you khi em đi đâu cũng tay sắc màu. Mochi mochi mà đã là new day. Tên tôi là Eiji Hattori, một thám tử trung học phải nói là khá nổi tiếng của vùng Kansai. Chào mọi người, tôi là Kudo Shinichi. Yeah.
tự rất đặc biệt, chỉ dành cho những người dám hy sinh vì chính nghĩa thôi. Tại sao anh lại có thể lấy nó làm nguyên nhân để sát hại một người khác được chứ? Không cho riêng mình đoạn trường thương non đỏ sáng.